Xin chào toàn thể quý khách hàng đã đến với kênh mua bán và trao đổi ô tô cũ Hiền Kim. Thì lại là em đây. Chiều ngày hôm nay bên em lại về thêm một chiếc Cerato nữa. Thì chiếc Cerato này là sản xuất 2018 bản 1.6 số tự động. Và giá cho bán chiếc này tại cửa hàng bên em là 560 triệu. Xe đăng ký biển 74. Anh chị có thể xem xe trực tiếp tại 166 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, hoặc có thể liên hệ với bên em qua số hotline là 0978 607 555. Xe bên em bán ra có văn bản cam kết bảo hành 100% là không đâm đụng, không ngập nước, hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ, bảo hành cho khách hàng đi kiểm tra thợ, kiểm tra hãng toàn quốc, lỗi hoàn tiền cho khách hàng 100% luôn. Thì cũng không dài dòng nữa, em xin review giới thiệu từ sơn si ngoại thất đến option nội thất trong xe cho khách hàng có thể xem tham khảo. Cerato ở nhà em thì không có gì lạ thôi, rất là nhiều và bán cũng rất là nhanh. Hiện nay lại mạn phép về thêm một chiếc nữa phục vụ nhu cầu cho khách hàng. Giá cực kỳ êm luôn, 560 triệu, sản xuất 2018, tính năng các thứ cũng rất là đầy đủ. Dòng này đi gia đình thì nhất luôn, khoang ngồi rộng rãi, đi thoải mái này, option theo xe đời này cũng là tiện nghi. Chiếc này chủ đi cũng rất là giữ gìn, mặt ca lăng rồi là các phần ốp trên xe đều được bọc hết để có thể chống đầy xước này, chống bẩn. Bốn mắt cảm biến trước, Cerato số tự động thì được trang bị là 8 mắt cảm biến nhá, trước sau đầy đủ, có cam lùi và tính năng an toàn có như là 4 túi khí này, rồi là phanh ABS 4 bánh, rồi hỗ trợ phanh khẩn cấp BA. Nội thất trong xe của Cerato thì không có gì phải bàn rồi. Cái thứ nhất là khoang ngồi rộng rãi thì không nói đến rồi, nhưng mà nhìn vào thôi đã rất là thích. Ghế lái chỉnh điện này, nhớ hai vị trí. Chiếc này thì được trang bị dàn âm thanh là 8 loa nhá, nghe rất là thích luôn, kể cả không có trầm thì đập nó vẫn đập phê, rất là phê luôn. Đây, chủ xe giữ xe như thế nào thì quay anh chị xem luôn. Đấy, các mặt tắp bia thì được ốp carbon này, chống trầy. Đấy, bộ này ngoài thị trường thì anh chị có thể, khách hàng có thể lên mạng để tham khảo nhá, giá cũng gần một củ đấy. Nội thất là ghế da màu kem, còn cực kỳ tươi. Cửa sổ trời chỉnh điện này. Con này thì có những tính năng kể đến như là đàm thoại rảnh tay này, nút tổ trên vô lăng điều khiển âm thanh màn hình, rồi cờ rui control, ga tự động. Cái tính năng này đi cao tốc thì rất là tiện. Có trang bị đề nổ này và lấy chuyển số trên vô lăng. Đèn thì cũng được trang bị là auto rồi. Màn nguyên theo xe nhá, có cam lùi nguyên bản theo xe luôn. Điều hòa tự động hai vùng riêng biệt. Và đặc biệt hơn là bản này thì có sạc tự động không dây rồi, và được trang bị là 3 chế độ lái. Nội thất con này vẫn rất là tươi. Sơn si con này ngoài thân vỏ còn từ 80 đến 90% cơ, theo sơn zin của xe anh chị nhá. 80 đến 90% sơn zin theo xe. La răng xoắn hợp kim 17 inch này. Hàng ghế phía sau đây được trang bị là cửa gió điều hòa cho hàng ghế phía sau. Khoang cực kỳ rộng rãi luôn, đi gia đình thì tuyệt vời rồi, ngồi rất là thoải mái. Ba chế độ lái thì bao gồm là chế độ bình thường này, chế độ sport và chế độ eco tiết kiệm nhiên liệu, tùy vào trường hợp mà mình đi thôi. Cái màn này thì có tích hợp dẫn đường, nghe nhạc bluetooth, về AUX USB. Dòng Cerato này có một ưu điểm nữa, tuy là dòng xe hạng C thôi nhưng mà khoang ngồi rộng, cốp lại còn rộng nữa. Cốp cực kỳ rộng luôn. Có cả gập ghế, hàng ghế thứ hai này.
để được càng nhiều đồ nữa. Lốp sơ cua là la răng 17 inch luôn nhá, không phải nhỏ hơn đâu. 5 bánh như nhau. Đây đằng sau này thì cũng được bọc chống trầy này. Bộ này là bộ titan ạ. Đây, cam lùi nguyên bản theo xe đây. 4 mắt cảm biến sau. Chiếc này thì cũng được trang bị là bô đôi rồi, nhìn rất là cân đối, rất là thể thao. Con này thì sơn xi các thứ vẫn còn rất là đẹp luôn. Biển 74, chạy rất là dữ, chạy 3 vạn rưỡi thôi. Đây em xin được phép quay đến khoang động cơ luôn cho khách hàng có thể xem. Phía dưới nắp capo của chiếc Cerato này. Đây ạ, máy là 1.6 số tự động. Xăng ăn rơi vào tầm 6,5 đến 7 lít trên 100 cây. Đường hỗn hợp. Về phần máy em cam kết máy zin, không ngập nước, không thủy kích, không bổ máy. Mua xe về cứ đem ra thợ, ra hãng mình kiểm tra. Đấy, chuẩn như cam kết thì vui vẻ nhận xe, em nhận tiền. Còn không chuẩn như cam kết thì bên em sẽ nhận lại xe và hoàn lại tiền 100% cho khách hàng. Và em xin đọc lại thông tin của chiếc Kia Cerato này nhá. Xe sản xuất 2018, sử dụng động cơ 1.6 số tự động. Đăng xe đăng ký biển 74 và giá chào bán em này tại cửa hàng bên em cực kỳ hạt rẻ luôn là 560 triệu. Hỗ trợ rút hồ sơ và hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên đến 60%. Khách hàng nào đang thích, quan tâm, muốn mua, muốn trao đổi chiếc xe này thì xin vui lòng liên hệ với bên em qua số hotline là 0978 607 555. Và có thể đến trực tiếp tại 166 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Cửa hàng bên em là nằm đối diện cây xăng Thanh Bình. Cả đường Trường Chinh thì có duy nhất một cây xăng Thanh Bình thôi. Anh chị đến thì cứ đến trực tiếp tại cửa hàng bên em nhé.